Thưa quý vị và các bạn, với những bạn trẻ, việc tặng nhau những món quà biểu tượng thường là cách để họ bày tỏ tình yêu vào ngày Valentine. Còn tại những bản làng xa xôi, những chàng trai cô gái nơi đây cũng có những cách rất riêng để gửi gắm những thông điệp yêu thương vào ngày lễ tình yêu. Sau 3 năm vun đắp bằng một tình yêu chân thành, năm ngoái đôi bạn trẻ này quyết định nên duyên vợ chồng. Và đây là cái Tết đầu tiên họ về chung một mái nhà. Valentine năm nay không có những thanh sô cô la ngọt ngào hay những bó hoa lãng mạn như thuở còn yêu nhau, nhưng việc họ được bên nhau cùng nấu bữa cơm đầm ấm và trao cho nhau những cử chỉ yêu thương là điều rất ngọt ngào. Thì từ khi chúng tôi lấy nhau về thì anh ấy cũng không tặng quà cáp gì, chúng tôi chỉ cần nấu cơm ăn cơm với nhau một bữa, và sau này cũng thế, thế là chúng tôi hạnh phúc rồi, cũng chả cần cái gì thêm, chỉ cần gia đình đầm ấm hạnh phúc là được rồi ạ. Từ ngày lấy được người mình yêu thương, anh Vũ không đi làm thuê mà ở lại quê hương cùng vợ để khởi nghiệp. Anh tin tưởng rằng bằng sự đồng thuận, sẻ chia và tình yêu chân thành sẽ là động lực lớn lao giúp gia đình nhỏ của anh vượt qua những khó khăn phía trước. Ngày mà tôi quen được vợ của tôi, và lúc đấy là chúng tôi đã yêu thương nhau và quyết định là đến được với nhau. Từ lúc đấy thì tôi nghĩ là vợ chồng đã đến được với nhau ấy, thì cùng nhau san sẻ chia những vui buồn và những khát vọng trong cuộc sống. Dù buồn hay dù khó khăn như nào thì hai vợ chồng sẽ mãi mãi bên nhau và cùng nhau sẻ chia. Thông thường, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 thường sau Tết Nguyên đán, trùng với thời gian diễn ra các lễ hội văn hóa vùng cao và thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Với những chàng trai, cô gái miền Sơn Cước, tuy không có điều kiện mua những món quà đắt tiền, nhưng họ vẫn luôn có cách rất riêng để thể hiện tình cảm của mình trong ngày lễ tình nhân. Do cái điều kiện kinh tế ở trên địa bàn chúng tôi thì còn khó khăn, nhưng mà không phải vì thế mà các đôi nam nữ thì không thể hiện tình cảm nhất hay như nào cả, nhưng mà thể hiện bằng cách khác, như là rủ nhau đi chơi, tham gia các sự kiện và cũng như là nấu nướng các bữa ăn ngon, thể hiện cái tình cảm với nhau đấy. Dù ở đâu, cách thể hiện như thế nào thì ngày lễ tình yêu vẫn luôn được các cặp tình nhân mong đợi. Bằng cách này hay cách khác, họ đều gửi gắm những tình cảm yêu thương ngọt ngào và mong muốn được sẻ chia, gắn bó bền lâu với người mình thương yêu.